anh có đền bù cái gì thì đền, nhưng mà anh không có được chia tài sản đó nha. Ngôi nhà cổ là của tổ tiên để lại. Anh mà chia tài sản rồi xảy ra tranh chấp cái này cái nọ, rồi gia tiên họ phiền lòng, họ quở là mệt lắm á. Em lo cho anh tới mấy chuyện đó luôn đó hả? Dạ, thì em lo cho anh nhiều mà. Anh biết mà. Đâu có bao giờ anh ngu dại vậy anh đưa nhà cổ cho bà đâu. Cất cho bà cái nhà nhỏ nhỏ, rồi cho bà ít công đất để bà trồng trọt nuôi sống vậy thôi. Anh nè, anh làm cái gì cũng được hết, nhưng mà anh phải làm cho khéo nha. Đừng có để người ta nói là em chia rẽ vợ chồng người khác, như vậy ác lắm á. Anh sao mà để cho em mang tiếng được? Vàng của anh mà. Dạ. Nghe dạ nghe đã gì đâu trong lòng. Nghe nó ngọt như mía lùi. Cái mía này mà lọt cho ta, tôi chắc tôi ngậm tối ngày không biết chán. Con thôi tức quá mà. Ông nói bậy, nhưng ông nói cái gì? Dạ không, thôi khó nói lắm thím Chính ơi. Thiệt là chồng con là nợ đó, nhưng nó muốn nổi khùng á cũng không lâu được. Mình là đàn bà, mình phải có tính nhẫn nại thì trong nhà mới êm ấm được con à. Thím Chính, có khi nào ông thấy con già con xấu rồi ông thay già đổi lòng không hả thím Chính? Bậy nè, bây già bộ nó không già sao? Hồi về với ông, con không ngại ông một nách ba con. Con Út Huệ với thằng Ba Tình một tay con nuôi từ nhỏ tới lớn. Đến lúc con hai theo chồng, con cầm tay con gửi gắm gia đình. Thiệt lòng, thiệt lòng con không muốn bỏ mấy đứa nhỏ đâu thím Chính à. Tao đâu có đuôi. Tao đâu có đuôi. Mấy người đang ngủ mà ôm khư khư đi thôi là có vấn đề. Là có mèo rồi. Hey, mày dậu dậy nè. Sao? 1, 2, 3. Anh đi vô trong đó lấy cái điện thoại đi ra. Anh thờ nha. Đợi anh. Đón xem Về Đi Tía Ơi 19:45 trên kênh SCTV 14.